Thưa quý vị khán giả, mới đây Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đa tạng đầu tiên ở Việt Nam, ghép cùng lúc tim và thận cho một bệnh nhân. Trước đó, bệnh viện này cũng đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép tạng, dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, các ca ghép tạng đều chỉ ghép mỗi lần một bộ phận. Việc ghép thành công đa tạng lần này không chỉ là một cột mốc với ngành y học nước nhà, mà còn mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân được ghép bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục trong 5 đến 6 năm nay. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, bệnh nhân đã được các bác sĩ hướng dẫn đi mổ ghép cả tim và thận. Tuy biết đây là kỹ thuật rất phức tạp và chưa phổ biến ở Việt Nam, song niềm mong mỏi được sống khỏe mạnh hơn của anh và mẹ già đã luôn thôi thúc anh tìm kiếm cơ may. Giữa năm 2022, anh được giới thiệu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi đánh giá kỹ, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất chỉ định thực hiện ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người tặng cho chết não. Ghép cả hai tạng cùng lúc vẫn là một thách thức lớn đối với các bác sĩ. Tức là dưới quả tim nó ở một cái mức độ vừa phải. Trong khi đó là cùng một lúc chúng ta ghép quả thận, mà thì quả thận nó lại đòi hỏi là nó phải được cấp máu đủ cái số lượng, đủ cái áp lực thì chức năng quả thận nó hoạt động tốt được. Cho nên là ngoài cái việc mà cái về mặt kỹ thuật, anh em phẫu thuật viên và các bác sĩ gây mê trong quá trình làm phải làm sao để tính toán để mà mổ xem cho tốt, thì cái vai trò người hồi sức xem mổ này rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã tổ chức hội chẩn với 2-3 lần đấy để mà đánh giá xem là liệu có thể ghép được hay không, và tôi luôn luôn yêu cầu với các anh em rằng là để đảm bảo gần như là thành công tuyệt đối. Thận tôi chủ động là ghép cho bệnh nhân này, tuy nhiên là có một bệnh nhân thứ hai đã chờ sẵn ở nhà để khi nào trục trặc mà không thể ghép thận cho bệnh nhân này thì tận dụng tối đa cái thận đó để ghép cho bệnh nhân khác, không bỏ phí nguồn tạng hiến. Thế thì tất cả những cái chuẩn bị đó đều được phải hết sức chu đáo, các cái kíp phải phối hợp với nhau hết sức tốt và hết sức hiểu nhau quy trình để nhường nhịn nhau, anh nọ nhường anh kia một chút. Làm ghép đa tạng được thì đầu tiên anh phải đơn vị ghép, anh ghép đơn tạng tốt, hết sức là vững vàng, rất là tốt. Thì anh thứ hai là cái tính hợp tác, tính làm việc nhóm rất cao. Đây là ca ghép đa tạng tim thận thành công đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như ở Việt Nam, đánh dấu một bước trưởng thành của ngành ghép tạng và lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 68 ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.